Chào các bạn đến với xưởng lo Thanh Cao ha. Hôm nay mình đi về quê Sóc Trăng làm lại cái vườn mít với vườn mai nha các bạn. Đây là cái vườn mít của mình, đây là 6 công đất ha. Đây, hôm nay là đi làm với anh Út Mít nè. Chào bà con nhà vườn ơi. Chào bà con nhà vườn với chào bà con đam mê âm thanh, hội âm thanh ha. Thì công việc thì của Thanh Cao là ngày nào cũng có việc làm nha. Hôm nay là cũng tạo công ăn việc làm cho anh em, dẫn Út Mít với anh em về xịt thuốc cỏ ha, làm lại cái vườn mai. Mai của mình trồng nay 2 năm là cũng lớn lắm rồi nha. Đây, anh Thận biệt danh là cái gì cũng bự hết, đang cắt nhánh mai. Cái mai mình cắt xong nè, dáng rất là đẹp nha. Cắt mai thôi chứ đừng cắt bít nha. Đây đây, cây mai này đâu lại tại cây mai này cho chống ra đặng cắt sát dưới đi ba ơi. Cắt ngang luôn đi, khỏi tờ. Mình chủ yếu mình lấy thân à. Rồi kêu bằng xả tàn mai nha. Cho nó lòi ra đi xịt cỏ rồi. Hả? Đi xịt chổng xịt ra đi, để ở đây xịt ngay, đàn đang làm thôi, rồi chút ông vợ qua bển ông làm. Đó, cái quăng 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 đưa lên nó hồi này là thành giác bay luôn rồi. Cỏ quá trời cỏ rồi. Nè, cây này nó bự rồi nè. Mình không làm là cái mít nó không có lớn nổi đâu, chứ giờ mít nó bị sâu quá trời sâu rồi. Hả? Ừ. Nó giác bay đúng không? Rồi ok. Rồi tới cây này luôn. Cây đã hả? Rồi quất cây này đi. Cây mít này mình trồng nè. Mít này là mít ruột đỏ nè. Mà do cỏ nhiều quá cái nó lớn không nổi. Bây giờ mình phải xuống đây mình xử lý mấy cái cỏ này. Cắt sắt mấy nhánh rồi. Ơi chưa. Ngã ba đó. Ngã ba trên. Ờ. Rồi cái đó ngang cái ba luôn cho đều với nhau nè. Cây này gốc cũng bự rồi nha. Rồi cắt ngang đọt luôn, dứt lên đi. Ờ, dứt ngang đó nổi không? Không, ông ơi, ai cắt từ nhánh ra, cắt từ nhánh là nó gãy à. Không được trời. Hả? Bé này nó bị dìm chỉnh không được đâu. Người đây dễ gì thuốc dữ à. Hả? Chống và dễ xịt thuốc. Ờ. Mít trồng không xịt thuốc nên giờ nó trùng đọt vậy nè. Không xịt mẹ hết. Rồi cắt ngang đọt. Đọt không cho lên. Không, quất ngang đi. Rồi. Hả? Vậy là biết rồi phải không? Biết tỉa kiểm rồi phải không? Đó. Chưa, cái cây đó là chưa. Cái cây đó thôi cắt luôn đi. Cắt hai nhánh đó luôn đi, nó nhảy từ nhánh khác. Cây đó thì xấu, cây này đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cây này quá đẹp luôn nè ông Út. Ông chưa. Đúng rồi, cắt ngang cho đi. Ôi. Thì xịt dao vòng bển xịt qua đi. Nè, cây này là hai nhánh luôn nha bà con. Nè, thấy không? Ồ, có dữ không? Cắt nhánh tôi cầm trước nè. Rồi, cái ngay đó đúng rồi. Nè, chưa, từ. Cái này mình lấy là nhánh cái nè, cắt ngang đây đi. Nãy giờ cái này làm nhánh phụ rồi nè. Cắt ra đây cho nhảy nè. Đó này cắt ngang đây đi. Này để đọt này nè. Đọt quá thế dữ luôn nè ông Thận, cây này dữ luôn nè. Cây đó ngon đó. Ừ. Đứng sát quá ông Út. Ờ. Cách rút ra ngang. Ông canh mà cách rút ra ngang, đừng làm sát quá ngang. Nhỏ hả? Xíu
cửa hả? Cắt gơm rồi cho chỗ nào yên yên đang chỉ cỏ luôn đó nghe, để cần lai chụp được á. Ổ đổ cái hang này, hang gì? Ủa. Kéo cắt nhanh hơn cưa chứ. Gãy qua chắc dập. Không sao đâu. Giờ chủ yếu làm cho mấy cây mít đang nó lớn nè, mít trùng trùng vậy mà xài được vậy. Với mình để cái lá mai nó bít quá vậy cái đất nó im á. Nó không có phát triển mấy cây mít. À, lớp nào nó bị sâu nữa. Sâu cắn tùa lơ luôn. Cái này nè. Này là nhánh nhảy nhảy tàn nè, cắt bỏ như này nè. Nặng quá cắt ra đây cũng được. Nó cứ tụt mọc lên. Ờ. Anh không cắt ngay đó là nó nuôi cái nhánh đó không á, cái nhánh cái nó không lên. Chắc là im ha. Ờ, đó là cây thông đó, tàn thông. Rồi lắc ngang được rồi. Bẻ ngang cũng được đó, không có sợ hư. Sợ mấy cây mít ruột đỏ nó hư thôi chứ mai giờ không có sợ hư. Này anh Út sau này là làm nghệ nhân luôn nha các bạn. Theo Thanh Cao là sau này làm nghệ nhân luôn. Đây qua coi anh Thuận cái gì cũng bự hết đang làm đây. Đồ má đó, đó ngon á, có ha. Ở dưới tàn đồ đều ở trên có cái cực đưa lên ha. Đồ tả ha, cây đẹp ha. Đảm bảo là mít mà có trái là nó cũng cổ giò đó, cổ giò. Đây là hồi đó mình trồng cái mai cắt ngang luôn, quá đẹp, nhánh này đẹp. Mình trồng là cây mai này 2 năm, giờ mai nó cũng tương đối không có giá. Bắt đầu mình mới chen mít vô nha các bạn. Chen mít vô, giờ mình nuôi chủ yếu là nuôi gốc, lấy gốc thôi. Lấy gốc rồi nặng nữa mình bán bonsai. Quá trời sâu luôn. Tôi mà không xuống làm chắc đám mít này tiêu. Cắt ngang, đúng rồi, cắt ngang đó luôn. Rồi, cắt chữa góc vô được. Nhảy qua làm bên đây luôn đi. Làm ngon lành đi rồi chiều dẫn mấy anh em hả đều. Ổ á sâu nó cắn tựa luôn luôn, thấy không? Ông mua xin xe thứ châu với đậu đủ luôn cả. Ờ thì để tôi chạy chổng tôi đi mua. Cái đám quà chổng luôn. Để cho mình ông ấy cũng xịt đi. Hai ông cắt này cắt này thôi. Cắt lâu lắm. Nói chung làm cho xong luôn, dĩ tỷ chưa xong thì tôi về đây vài bữa tôi xuống. Làm 4 ngày cũng được đó. Ý tôi nói là làm dĩ tỷ chưa xong thì mấy ông ở lại làm phải không? Rồi chiều nay dẫn cho mấy anh đi uống bia ôm gái Khmer. Ôm gái Khmer. Dạ. Đẹp quá không cần. Hả? Quá, cây này đẹp. Quá. Nào. Này. Không. Nó lấy cái đọt này cắt ngay đây nè. Mình lấy cái thân chính thôi, mình để tùm lum cái nó không có nuôi được cái cốt đó. Rồi quất ngang đó luôn. Đó. Vậy cái xịt cỏ lên cái là thấy khác liền đó. Tháng sau xuống là thấy khác liền á. Tháng sau là 3 mít tấn gà nè. Lòn mít la liền thấy không? Chứ hôm nay đâu có thấy cây mít đâu. Quay về đang cho nữa rồi mình xem lại video được. Quá trời mấy cây mít nữa tệ. Xà sau clip bên đây thấy được hơn nè. Không có sâu là được à. Quất cả đại ngang đi. Nói chung là chủ yếu là mình để nuôi cái cốt cho nó bự thôi. Nuôi cốt thôi chứ nhánh nữa mấy cây mít này lớn lên thì nó cũng đâu có ra tàn được đâu.
cái máy đâu ra tàn được đâu, phủ phủ ánh sáng rồi. Này, cái cốt cây này quá đẹp luôn các bạn. Này, đó mình trồng mình có uống á. Tôi uống chứ trồng ở đó nhỏ tí à, chuyên gia à. Ờ. Công trở đem xuống uống nữa chứ. Quất ngàn đó luôn Út, cắt ngàn đọt luôn. Hả? Bé đẹp hả? Đó. Ừ. Dáng cũng đẹp ha. Lắc luôn ha. Đó, cái đó có cây tược ở quốc ngang luôn. Lấy này nè. Ờ, đúng rồi, đó chính. Má sầu căng tàn sát luôn. Ra cái đọt là năng mẹ hết cơ đấy mà. Ừ. Sao mà lớn. Ổng xịt mà đi ổng xịt không đậm không ơi. Ừ. Rồi quất cây đó đi. Quất đó được, cây này đẹp rồi. Cực lắc, cái này kêu bằng cực lắc ha. Cực lắc. Nó có phần lớn nước da luôn á. Hôm nay để phần mít cái nó lớn theo á. Đẹp ha. Ừ. Không sao đâu. Chủ yếu mình nuôi gốc là ồ má ông Út này đây có cái cây đá vậy ông Út. Khác luôn coi, đừng khác luôn coi. Giết cái chân khác luôn đừng đúng không? Đang đá nè. Nửa luôn lên nè. Đúng rồi. Cắm sắt luôn, sắt thành thành luôn. Nữa nhiêu đây hình như là hổm là cây mai như được 800 cây. 800 cây nữa bán 1 triệu 1 cây thôi hả? 5 năm nữa bán 1 triệu 1 cây thôi. Bây giờ cầm tay mẹ rồi. 5 năm nữa là khoai hoành 35. Được rồi. Hả? Cái này bỏ cái này xấu quá. Hàng nhắm tên nè, nhắm nguyên rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này, cái này ngon. Ừ. Cái này lại này. Nói chung thấy sao được cứ làm đi, nó không quan trọng. Tại vì để mình nuôi cái gốc nó sau này bán gốc bán gốc thôi. Gốc này nó bị si gì nè, si. Này. Ừ. À, có trước rồi. Ồ, giỏi dữ ta. Lao động Hàn Quốc về mà cũng biết cắt cành tỉa cành nữa. Bển có đi lao động Hàn Quốc bển có vụ tỉa mai nữa không? Không không, không có cái mai nào chân bây giờ. Không mai hả? Có mu không hả? Mu thôi. Cũng lại mờ hả? Đúng rồi. Rồi cắt ngang trên đây đó được rồi. Ừ. Nhanh gọn lẹ. Ừ. Này là thiếu phân mà bị sâu nữa nha. Để mình xuống phục hồi cái vườn mít của mình lại để mới có bán được chứ để vậy là không bao giờ bán được. Ừ. Vậy nè, cái tới cây cái tới cây mít cái mình lại đi ngang với mình đạp nó cái luôn. Đạp một cái đang xịt cỏ. Mai về mấy ông ở đây làm đi. Anh em nào mà thiếu thợ cắt mai, chăm sóc mai rồi chăm sóc mít nữa thì liên hệ với Út Mít nha. Có chăm sóc người nữa nha. Ờ, đọc số điện thoại coi. 0342231628. Ờ, Út Mít nha. Cây cây đẹp ha. Còn số điện thoại của anh Thuận cái gì cũng bự đây. Bự không hả? Ờ, đọc số điện thoại coi, đặng có ai là làm kiển làm mít gì gọi. 0985514858. Rồi. Cố anh Thuận. Ờ. Thịnh đại gia ở miền Tây. Ờ. Nghệ nhân. Này mà hả mà mình tỉa sớm là gốc nó bự lắm rồi. Nó không nuôi thân á. Gốc bự mà cái mít này cũng bự luôn. Ờ.
Đấy, anh em làm gì đó về chiều mình chích cho em anh mấy anh liều thuốc an thần cho dễ ngủ ha. Không chích vô tối mai nhát ngủ không được nha anh em. Mai nhát liền, cái đó hai nhánh cắt bỏ nhánh, ba nhánh lên á, cắt bỏ để cốt một thôi. Chứ để chẳng hãng thì cắt nhánh đây. Ây da, trời rớt cái điện thoại luôn. Rồi quất cái đó được rồi. Rồi cắt. Cái mua ba muỗng. Mua ba cái muỗng hả? Rồi cầm đồ nghề lên anh em ơi. Đó, đồ là mới lên Shopee mua luôn á, nó chuyển về liền luôn đó. Đó, đồ giữ luôn nha, đồ nghề. Đồ nghề luôn. Anh này anh chưa chưa. Giờ giữ cái này lại đặng để lại chỗ nào nè. Để giữ lại. Đồ nghề có nút bít nha. Đó. Sao trời nay bão hoài anh em ơi. Trời mát mát này làm mới đã chứ. Rồi tiếp tục mình quay anh Út Mít là gì kêu thằng này xả tan máy nha. Ồ cái cây này dữ vậy ta. Quấn trồng do luôn anh em ơi. Trời ơi đã chưa. Không. Không. Đó. Nói chung là nó dập không sao hết á, tại vì mình chủ yếu mình lấy cốt chứ không phải là như mấy tay kia nuôi nhánh nuôi kia. Đó. Cây này dữ luôn ha. Cây này nữa là thành mãng xà bạch xà vậy phải không? Mãng xà bạch xà vậy phải không? Thấy không? Dọn ra bắt đầu thấy đám mít mình liền bà con ơi. Mít của Thanh Cao là dọn ra cái thấy tốt liền. Chứ để gì bịch bùng quá trời luôn mà đầu tư biết bao nhiêu tiền ở đây mà bây giờ không thấy đám mít mà toàn thấy đám cỏ không à. Đó. Ôi, vậy mới ngon nè. Ừ, đó phải không? Đó, đúng bài luôn phải không? Đó, lên Shopee mua cái kéo lợi hại quá ha. Hàng xịn luôn nha. Hàng xịn luôn chứ mua hàng bèo bèo là anh em rồi cưa nặng tay là Thanh Cao không mua. Nó quất ngàn là ngày đó đi. Tay chim còn để ấy nha anh em, tay chim còn để. Ấy bà xã chứ để bà có chồng khác, bỏ ba con vợ nhà chết luôn nha anh em. Ba vợ luôn hả? Ba người ba con vợ. Ba thằng ba vợ ha. Để tay chim thấy máy rồi chứ để tiêu cái tay luôn đó. Đồ, bán về luôn à. Đó, ngon lành cành đào. Giờ người ta lấy cái kéo kéo á. Người ta cắt nhánh trước cái mình lấy cái cưa quất đọt cái xong. Ngon quá. Đó, này là tàn trực không nghe, có cây tàn trực có cây dáng. Ông này là hai lúa mà nay là đi làm tạo dáng kiển luôn trời. Thấy cái nghề này có thích hợp với mình không? Cũng được hả? Tập làm từ từ biết gì ha. Như hồi xưa nắng nít có ai dạy ông đâu ông cũng biết phải không? Tôi tới giờ nắng chưa được. nắng nít chưa được luôn hả? Nắng nít chưa được. Ủa tại với trời không nói ông Thận nữa ông chỉ cho. Ông nắng lần 2-3 bài ông nắng còn được nữa mà. Quá tài luôn. Nè đi mình qua coi nghệ nhân Út làm nè. Đó. Lấy trực hợp không? Lấy cái đó. Rồi rồi. Đó, thấy nghe đúng không? Bỏ cái đó nó không có phát triển. Đó nghe anh em. Rồi, đó rồi lấy kéo không? Kéo. Má tôi làm cái nồi mắm kho là hết lần luôn đó nghe. Chiều làm mấy món lẩu bò. Cắt ngang. Hay quá Nút ơi. Đó vậy cái đạp cỏ xuống đạp cái cỏ là nha, đạp nha. Cỏ luôn nha. Ngon quá trời ơi. Quá ngon rồi. Tám này mà trồng sầu riêng là hết liền ha. Đất sét này trồng sầu riêng hết liền. Rồi ok. Thấy con mắt con cao kiếm ông lò xo lên ngon rồi. Kiếm hoài nãy giờ thấy mà. Là nhắm ngon được cắt trước ra đi, cho lên chọn. Cắt con, cắt lên trước ăn. Thì đám này mình ông vợ vợ ông xịt cỏ này mấy ngày nó cũng chết rồi mà để nắng lên nó quất lại lần nữa cho mẹp luôn. Ồ đã quá ta. Cắt lên cái nhìn thấy khác liền ha. Lịch sử liền. Còn qua bên đây nè, còn đám mai với đám cỏ không à. Đã liền. Để chút ông Út đi chưa vô cái bắt đầu nói ông kêu vợ vợ tôi bằng gì? Chú Ba nói chú Ba ra coi Thanh Cao làm vậy có được không? Đúng rồi, có trái này thì để ấy đi, mình làm xong hết đi, bữa nào nắng cái mình xịt lại, vậy mình cò xuống là xịt nhanh rồi.
mà thuốc đây bán thuốc giả làm sao đó ông ơi, bữa đó tôi xịt đó nó nám 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 không à, bán thuốc gì đâu á. Rồi vậy cái ở cái đó nhánh đó cắt bỏ luôn, cắt xác luôn, lấy cưa cắt xác luôn. Ông Út này làm nhanh quá ta, cưa cái làm rác rác người ta đó chống mình. Mau mà mình làm cỏ sạch về nó không có bị sâu nữa, đỡ sâu nữa, nó thoáng nữa. Trời mưa râm râm vậy làm nó mát hơn, mát được đỡ khỏe hơn trời nắng. Trời mưa râm râm này không có hao bia nghe anh em, không hao bia chị, uống đế mới được. Uống đế nãy mua hết 5 lít rượu đế để dành cho mấy ông rồi. Trời ơi tôi làm tôi lo xa lắm ông ơi. Anh ba mình tôi làm tôi lo xa lắm. Rồi ok, cái cây này xấu nè, cây mai này xấu nè, mấy cây đầu nè thì đẹp nè. Mít là trồng bờ này nè hả? Vậy cái ông quốc ngàn đó luôn, ốc lấy cưa ông quốc ngàn đó là bỏ luôn đi. Cưa này nhỏ mà cưa xịn đó ngang, chứ không phải là mua cái cưa chà bá mà cắt cũng không ra đám gì đâu. Đó, bắt đầu cái qua năm sau là cái gốc mai của mình là trên cầm tay liền á. DB hả? DB là phật liền. Về chứ miên mình thêm mớ. Tại không có để cho cỏ nó chết đi hả, rải chứ giờ rải cỏ nó sống lại à. 3 tháng sau bên cái nó ra đọt nhiều. Nhất cây đọt cái nó cái bung tàn liền. Ừ. Thì này để cỏ chết đi cái rải mít rải nó luôn. Giờ chị sâu trước. Một cây này dán độc quá ta. Dán dữ luôn ta. Cái cây đó cái nhánh nó thường anh cưa chừa 5 phân anh đúng. Ờ. Đừng sát quá đặng cho nó còn nhảy chồi nữa. Chừa 5 phân. Má này làm nghệ nhân luôn trời. Rồi nha, quất ngang đó được rồi. Còn hồi nãy giờ có ông nội nào mà cưa lộn cây mít tôi không trời? Cưa mai thôi đừng cưa mít nghe không? Đó, đẹp liền, nhìn thấy đẹp liền. Ừ. Xịt vậy mà bữa đó xịt không chết à. Thuốc gì đâu á. Bữa đó tôi xịt nè. Có này sao bằng vườn của anh hai. Hả? Để ăn chút ăn cơm xong cái tôi ra tôi làm phụ nữa nhanh à. Tôi cắt nhánh cái ông cắt đọt. Đây là đất của bên Thanh Cao là cò bay thẳng cánh nha các bạn. Từ đầu này bay tới đầu kia là nó mỏi giò nó rớt xuống thôi. À, té xuống thôi chứ giờ nói diện tích đất nhiều ở đây nó công không à, toàn là mấy chục công không à, mấy trăm công không à, chứ mình cũng không có biết nữa. Bên Long An mình tính hecta, bên đây ông già vợ có 100 công đất à, mà giờ không ai làm hết, giờ giao cho Thanh Cao làm đây. Rồi mới kéo quân của Long An với Tiền Giang xuống đây chứ ở bên Sóc Trăng không có ai mà biết cắt cành tỉa cành mai hết á. Này phải kéo Long An với Tiền Giang phối hợp chơi mới có nói. Ờ. Rồi lấy cưa quất ngang luôn. Mít này đều hơn mít ngoái. Nó đều mà nó tại vì ổng phải ổng xịt sâu là nay nó ngon rồi. Ổng bỏ ổng không xịt mà. Ờ, ổng dành. Cắt rồi lên 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 thấy khác liền phải không? Với mình cắt mình đè cỏ xuống đó. DB tại DB nó có lanh á. Mình nói ổng mình quay vô đây ổng còn tức ổng chửi cái này. Không thông giao đâu. Đâu về mình nói thiệt mà. Vô, quá đã quá đã.
cái nghề này giờ mới hót đâu phải không? Cắt mấy nhánh đó, ông cắt xa xa ra, cắt chừa 5 phân đừng cắt sát quá. À, cắt sát quá nó nhảy tược yếu xìu à, chừa 5 phân đi. Đúng rồi, 5 phân vậy đó. Coi vậy xấu xấu chứ mình dọn ra cái nó bóng lừa liền ha. Cái đó trồng sâu quá đó. Này này là đắp mộ cuộc tình nè. Trồng sâu quá nó ngập rễ. Trồng sâu quá. Mấy cây mít mà trồng sâu quá là nó không có phát được. Quất ngang đó luôn đi, khỏi tỉa chi dài vòng. Rồi quay video đây kết thúc nha các bạn. Để chúc mình đăng lên cho các bạn xem là Thanh Cao đi vô làm thợ nấu để nấu cơm cưa cho mấy anh em ăn nữa. Mà Thanh Cao mà ăn toàn ăn mồi nhậu không đây chứ. Giờ ráng làm đi rồi chiều hãy nhậu. Chứ giờ nhậu sớm quá chút không thấy đường cắt à. Ờ cắt lọt ụt má gì. Ông làm cái cây mà cong cong giống con gì quá vậy trời. Rồi mình vô nhà mình làm cái nồi mắm kho đãi cho mấy bạn già mình nghe các bạn. Đây là cái nồi mắm kho mình đang làm đây. Hôm nay làm mắm kho. Đây là rau ha. Đang sắc rau à, xả bầm nè. Đây mẹ mình đang sắc thịt ba rọi đây. Này kho mắm ăn mới ngon nha. Còn 2 ký cá kèo nữa. À, bỏ này vô. Cái này là ăn chắc tới chiều luôn mới hết quá, nồi này bự quá. Thôi, ở trái đó cũng được bên. Ờ. Trái thôi. Ờ, qua nữa. Đây là cái nồi mắm kho nha các bạn. Đây nấu Thanh Cao bỏ rau vô là cho nó chín xong bắt đầu cái mình tiếp tục mình bỏ cá kèo vô nha. Đó, rất là ngon, rất là thơm ha. À, rất là thơm. Cái này chút ăn với chuối cây cũng được, với ăn với năng cũng được. À, đặc sản ở Sóc Trăng là năng ha. Là cá kèo nha các bạn, mình làm cho nó xỉu rồi nha. Cá nãy là mình mua sống mình làm cho nó xỉu rồi, giờ mình đổ vô nha. Quá ngon luôn. Cái nồi này là chắc ăn tới chiều luôn quá. Chứ có 10 người mà ăn cái nồi lẩu mắm quá dữ. Quá ngon bà con ơi. Quá ngon rồi bà con ơi. Chút này mấy công làm vô là chắc ăn no nứt bụng luôn quá. Đây đây mình đây bên đây là cá chốt câu mình kho tiêu nha, kho sả, cá chốt câu. Đây, đây là mấy anh em làm vô xong là Thanh Cao là vừa nấu đồ ăn xong luôn nha. Rồi mời ba vợ mẹ vợ với mấy anh công làm vô ăn luôn. Bà ngang bãi nay giảm cân rồi hả? Mai Thanh đây. Quá ngon anh em ơi, quá ngon. Mắm kho với cá kèo nên trời ngon. Chuối trắng phao luôn, trắng phao luôn. Cái này là của năng ngang, đặc sản của Sóc Trăng ngang. Hồi xưa nói ăn năng chứ ăn năng thiệt nha anh em. Năng năng đó, đó. Quá mỹ mãn. Đó, anh Út thấy cũng giỏi nè, nước mắt quê hương nè. Này là mẹ giàu quê hương này nha. Nè, cái này là đuốc thuốc nè. Ngủ ma nhát lắm, ma nhát. Ngủ không có được nha. Ừ. Để kiếm được. Chốt đi ruộng thì có cái này. Dạ.
anh em ơi, lẩu mắm thanh cao nấu hoài bản quá. À, nấu lẩu mắm tới 500 ngàn đãi anh em mà ba người làm đó nghe. Mẹ tôi lặt rau, là ba tôi đi đốn chuối, rồi tôi nấu. Nhà vợ tôi nữa, bốn người nữa. Bốn người nấu rồi đãi ba ông bạn già đó. Quá ngon. Bốc khói, món ngon Việt Nam đang bốc khói nha. Rồi video Thanh Cao quay đến đây là kết thúc nha. Để ăn chứ không để ông Út cũng làm hết tô mắm à. Cơm anh Thanh.